Xin chào các bạn, lại là mình Lê Anh nuôi đây. Trưa nay bộ đội ăn nem rán, thịt bò xào, đậu rán và củ cải luộc. Món nem lâu nhất cần làm trước, tất cả mộc nhĩ, miến, hành tây, cà rốt cần phải băm nhỏ và vắt kiệt nước, tránh nem bị quá ướt. Sau đó cho trứng và hành lá, nêm gia vị rồi trộn đều với cả thịt xay. Không cuốn nem đòi hỏi người cuốn phải lỏng tay, tránh cuốn chặt thì nem sẽ bị vỡ rách khi rán lộ nhân ra ngoài và rất dễ cháy miếng nem. Trưa nay đơn vị mình có 55 suất nên cần cuốn 55 cái nem, mỗi người một cái. Chảo dùng để rán nem nên dùng loại sâu lòng, cho ngập dầu và bật nhỏ lửa thì nem sẽ vàng, ngon mà không bị cháy. Nếu có thời gian thì nên rán 2 lần, nem sẽ giòn hơn và ngon hơn rất nhiều. Tiếp theo là đến món đậu phụ rán. Món này đã quá quen thuộc với anh em bộ đội rồi. Món rau hôm nay là món củ cải luộc. Cuối cùng là mình xào thịt bò. Món này xào lúc gần đến giờ ăn để đảm bảo độ nóng và thơm ngon. Sau khi nấu xong thì mình vào chia ăn, mỗi người một khay đều nhau, sau đó đậy nắp để đảm bảo vệ sinh. Đó là suất ăn với tiêu chuẩn 26.000 của bộ đội, bao gồm tiền gạo, thực phẩm, gia vị, mắm, muối, mì chính, gói gọn trong 26.000. Các bạn có thấy ổn không? Hãy comment ý kiến cho mọi người cùng tham khảo với nhé. Lê Anh nuôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều.